Rồi hello, shop phụ tùng xe máy lại kính chào cả nhà. Và Hồng An luôn chúc anh em bà con cô bác mình luôn mạnh khỏe và bình an nha. Và anh em nhìn cái phong nền của shop mình nha anh em. Giống như một cái tiệm chụp hình Photoshop của anh em ha. Đủ thể loại hết. Nào là âm ly, nào là đèn led này kia anh em ha. Nói chung thì Hồng An cũng rất nhiều việc để Hồng An làm nha anh em. Thời buổi khó khăn thì Hồng An cũng làm thêm những cái ngành nghề khác, đồng thời vẫn những cái ngành nghề cũ, chẳng hạn như mua bán xe, Hồng An vẫn bình thường nha anh em ha. Anh em có xe đẹp, xe cổ, xe độc, xe lạ, chất lượng thì đem qua shop mình, Hồng An vẫn mua nha. Còn những cái chiếc xe mà không đúng chất lượng thì không có zin máy thì Hồng An không mua. Còn những cục máy zin, máy chất thì bên shop mình vẫn mua nha anh em ha. Ngoài ra những cái phụ tùng xe thì bên shop mình hấp rài cũng làm ăn cũng ổn nha anh em ha, mua bán kinh doanh anh em ủng hộ rất là nhiều. Thực sự là Hồng An không có rảnh để thời gian mình đăng clip luôn nha anh em. Những cái phụ tùng xe hôm nay anh em trên cái kênh, anh em đã từng ủng hộ Hồng An qua những chiếc xe gắn máy thì lúc nào cũng đồng hành và ủng hộ shop mình những cái phụ tùng lẻ để về ráp trên những chiếc xe của mình. Thì chính nhờ những anh em đó thì Hồng An lúc nào cũng có những cái phụ tùng linh kiện phục vụ cho anh em mình dùng. Và tiếp đến là Hồng An cũng luôn nhập những mặt hàng mới, những mặt hàng thể loại như nhập hàng xe ga Yamaha, Sirius, đủ chủng loại để phục vụ cho anh em những cái thể loại khác nữa nha anh em ha. Thì Hồng An cũng đã nói rồi, Hồng An sẽ nhập thêm những cái dòng xe ga nữa anh em, những phụ tùng xe ga, xe center của dòng Yamaha nữa, nhập về phục vụ cho anh em cô bác bà con xa cần những cái món hàng mà chất lượng. Thứ nhất là chất lượng nha anh em ha, thứ hai là giá thành, thứ ba là bảo hành cho anh em mình dùng. Tất cả những phụ kiện bên shop mình bán đều bảo hành từ 3 tháng đến 6 tháng hết nha anh em, đều được sàng lọc chọn lựa rất là kỹ nha anh em ơi. Bên mình là lựa phụ tùng là anh em yên tâm nha. Nói chung là lựa những mặt hàng từ độ mới tầm cỡ 70 trở lên cho anh em. Còn những sản phẩm mà nó kém chất lượng là bên mình không có nhập vô. Và những chiếc xe rã ra cũng vậy ha, những chiếc xe rã ra lấy phụ tùng đều là những cục máy chuẩn, máy chất, máy zin, và chiếc xe phải tương đối là khá, và nói chung là máy móc là phải là thuộc dạng như là máy EMC điện thì bên shop mình mới rã ra lấy cục máy. Rồi những phụ linh kiện thì mình phục vụ cho anh em, những cái phụ tùng bên ngoài thì bên shop mình lúc nào cũng có hàng, không thiếu món nào nha anh em. Và đây là tổng thể, tổng lực sơ ha, Hồng An cũng mới nhập về một số ít món hàng sẵn chia sẻ cho anh em luôn trước khi Hồng An đem lên trên trên kệ, trên khung, trên kho thì mình sẵn mình quay sơ, anh em nào cần thì mình bán luôn nha anh em ha. Và trước tiên mình sẽ đi những dòng bô nha anh em. Hôm nay nhập được những cái cây bô cũng tôi đó là ok, thuộc dạng bô rim nè, quay RS và một cây super đó, nó nhiều thể loại lắm nha anh em ha. Trước tiên mình sẽ đi một cây bô của rim nha anh em. Cái bô rim này là 251985 ha. Nói chung là bô là ok, tạm ổn, giá rẻ nha anh em, chỉ có 2 triệu anh em ơi. Nè. 1985 nha anh em ha. Cổ bô zin nha anh em. Zin từ đầu tới đít luôn. Đó. Zin lốt nha anh em ha, chỉ có móc phần đít thôi nha anh em, có 2 triệu ra anh em ơi. Móc phần này thôi. Giá 2 triệu nha anh em ha. Anh em nào cần thì Hồng An sẽ chụp hình ảnh chi tiết qua Zalo, chụp cho anh em mình xem anh em. Cái bô rim hái 2 triệu anh em. Không có hàng cổ nha, cổ coi zin hết. Đít bô đẹp anh em ha. Quá đẹp anh em. Có 2 triệu cây bô thôi, cho anh em mình gắp những cái xe mà mình đi phổ thông trung bình đó, bình thường đó, đi hàng ngày đó anh em. 2 triệu một cây bô, bao tiếng bao hay nha anh em ha. 2 triệu một cây bô rim 1985 anh em. Rất là ok luôn anh em ha, giá rất là rẻ. Nhiều cây bô mà hàng cổ của tôi nó cũng bán ở ngoài cũng mấy triệu, triệu mấy rồi, mà shop mình bán có 2 triệu thôi. Tiếp đến là một cây bô quay RS 207, bô này bô đẹp nha anh em ha, bô đẹp, nói chung là còn mới trên 70% nha anh em, mới trên 70% luôn nha anh em ha. 207 nha. Bô này là không có dĩ ngoài nha, 207, 206 quay A cũng vậy nha, xài chung nha anh em, không có dĩ ở ngoài. Anh em coi cái cổ nè, cổ zin nha, không có hàng anh em.
7 anh em. Anh em có gắn 208 nè, 206 vẫn được nha, quấn quay A vẫn được cho anh em ha. Con này cái bô đẹp cho anh em. Rất đẹp. Nó dơ chưa rửa hết cho anh em ha. Không mớp, không lủng ha. Đó, thân bô đẹp. Mình bán có 1,3 triệu nha anh em. Cái bô này 1,3 triệu nha. Và tiếp đến là một cái bô Super 202. Super mà 202 nha anh em. Mình quên anh em ơi, mình lộn nha anh em ha. Anh em thông cảm nha. Cây này mới đúng là Super 202 nè anh em. Bây giờ mình coi lộn. Cây này 202 nha anh em ha. Super rim 202, 201 xài chung nha. Xài chung với rim nha anh em ha. Nè. Cái đời này là cái đít bô nó nhỏ nha anh em. Đít bô nhỏ nha, nhưng mà bên người ta họ đã móc cái lỗ lớn giống như cái bô rim nha anh em. Nên ra tiếng bô là bao hay ha, bao êm như tiếng rim nha anh em. Super rim nha. Mang quên những cái này mới biết nè, mới nhớ lại nè. Anh em ráp cho Super rim 201, 202, 203, 204 được hết. Super này gắn được hết nha anh em ha. Cái bô này có 1,3 triệu thôi nha anh em. Super rim nha. Nói chung là bô Super rim là mình mổ rất là hay. Còn để cái lỗ nhỏ của nó ấm lắm, nó êm lắm, nó bị ém hơi nha anh em. Rồi tiếp đến là cây bô này của quay ARS 207. Đúng rồi, bô đẹp ha. Bóng sáng, không có mớp. Cái này chưa chà, chưa rửa nha. Không ăn chà nó sẽ giống như cây đó nha anh em. Chà lại sẽ giống như cây đó đó. Bao đẹp cho anh em ha, tiếng bao hay, bao zin nha. Tiếng ra là phải tiếng zin nha anh em. Đặc biệt bô ra là không có bị ra khói trắng nha anh em ha. Bô mình bán là đều là những cái bô đẹp không à. Cái bô này nói chung là mình bán là rất là ok, giá rất là chuẩn nha anh em. Cái bô này hàng hiếm lắm. Lâu lâu mới được một cây như vậy nha anh em ha. Cũng là 1,3 triệu luôn nha anh em ha. Hai cây 1,3 triệu hết. Một cây đó là 2 triệu của cây rim. Tiếp đó là một cây bô Winfa. Cái này hàng VIP nha anh em ha. Winfa đít đen anh em. Winfa đít đen anh em coi nè. Bô như cây kiếm anh em. Bô này bô đậu không anh em, ít dùng anh em ha. Bô như cây kiếm 202. Nói chung là cây bô này là nói chung là nó là còn mới tới 90% luôn anh em. Đã lấy 2 anh em ha. Bộ như mới. Anh nhìn nè. Mới trên 90% nha. Hồng An mới săn về được cho anh em ha. Mới săn về được. Quá đẹp anh em. Như cái lỗ nè, mới săn về được. Đó, nó có cổ nè. Quá đẹp anh em. Quá đẹp anh em ha. Nói chung là mới lấy về cũng chưa có lau chùi đâu anh em. Rồi anh em nào muốn kết cây bô này gọi cho Hồng An nha. Vì đây là một cây bô nói chung là rất là hiếm, nên ra mình sẽ không báo giá trên cái clip này. Anh em nào gáp cho những con xe cọp, xe sưu tầm thì liên hệ Hồng An nha anh em ha. Tiếp đó là một cái cảng Future 1. Còn mới trên 95% nha anh em ha. Nước sơn, nước si như mới. Không có chày luôn nha anh em. Như mới luôn nha anh em ha. Mình diễn tả là trên 90% là anh em hiểu rồi nha anh em. Độ mới của nó đó anh em.
chỉ trên những chiếc xe mà nói chung là dạng xe cọp, xe VIP mới có những cái cản này thôi nha anh em. Anh em cần sở hữu cái cản này gọi cho Hồng An nha, hoặc kết Zalo cho anh em ha. Đó, nói chung ở đây được hai cái dạng như mới săn được đó, được anh em họ chia chia lại cho anh em hai sản phẩm này, một cây bô quay pha còn mới trên 90% và một cây cản phiêu một mới trên 90% luôn. Rồi tiếp đến là cặp kiến anh em ha, cặp kiến rim Thái cũng mới được anh em họ chia lại anh em. Đó, còn móc móc anh em chưa gắn nè, anh em thấy không? À, nhìn là biết rồi nha anh em ha. À, cái thân nó còn đen thui anh em, thân rất là đen ha, chưa có xuống màu nha anh em ha. À, không có rơ lắc nha anh em. Rồi cái này cũng vậy luôn anh em. À, quá mới, kiếm đâu ra những kiến này anh em. À, trên những chiếc xe mà siêu tầm xe cọp mới có rồi nha anh em ha. À, cặp kiến này 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu một cặp nha, vì là những cặp kiến đẹp bên mình vẫn có những cặp kiến 1,5 triệu 2 triệu cũng có nha, cần ghi cặp kiến này đó 2 triệu nha anh em. Và tiếp đến là một cái gấp và cặp đây cũng phải giới thiệu cho anh em 205 nha anh em ha. Ô đây bộ đẹp nha anh em, 205 sơn zin bạc zin nha. À, anh em nhìn kỹ, nói chung là quay tổng thể đó anh em, cần hình ảnh bên shop mình sẽ chụp kỹ hơn nha anh em ha. À, chúng mình quay clip nó hơi dài nên ra không thể quay kỹ quá anh em. 205 bốn mặt bốn chiều anh em thấy không? Đặt tay dưới nè, không có lủng không bị nước nha anh em ha. Màu đẹp luôn. Trong của nó là... Rồi cái bộ này Hồng An bán 2 triệu cho anh em ha. Gấp cạch te một bộ cũng chết ít. 205 cũng chết ít, 205 nha anh em ha. 2 triệu nha anh em. Nè anh em nhìn nè. Còn chút sơn luôn nè anh em. Chưa có dấu mỡ nè. Có luôn cái bát cho anh em luôn ha. Màu không. 2 triệu nha anh em. Cặp kiến cũng là nói chung là 2,5 triệu nha anh em ha. Rồi tiếp đó là dòng xe ga nha anh em. Đây là những dòng xe ga, phục xe ga. Đây là cặp phục của những cái dòng Alac 125. Đó, phục sao nha anh em ha. Anh em ráp 110 vẫn được cho anh em. Có 500 ngàn thôi anh em ơi. 500 ngàn một cặp thôi. Alac 125 phục sao nha anh em ha. 500 ngàn một cặp. Còn mới trên 90% nha anh em ha. Chưa phục hồi, chưa mở. Có 500 ngàn thôi anh em. Nhúng sao của xe ga nha, 125, 110 gắn được hết. Mới trên 90% nha, 500 ngàn. Bảo hành dùng tới 3 tháng lượng nha anh em. Rồi tiếp đến là cái phục của Alac AB 208 đời đầu, 207 xài chung nha anh em ha. Phục trước nha anh em. Phục trước đời 207, 208 là nước sơn nó màu bạc nha anh em ha. Đời sau là nó sẽ là màu đen nha anh em. Đó, phục này màu bạc. 207, 208 xài chung nè anh em, dấu chấm sơn chấm mực còn hết. Ti zin chưa phục hồi, ti như mới. Đó, giá bình dân cho anh em mình chơi không rẻ đâu anh em, 1 triệu đây nha anh em ha. Phục trước Alac 207, 208 ti zin nhúng zin chưa phục hồi. Đó, còn mới trên 70%. Đó, anh em dùng nha, 1 triệu thôi nha anh em. Sản phẩm này là hàng tháo xe đẹp cho anh em ha, người ta bảo hành cho anh em mình dùng, yên tâm mà mua. Và tiếp đến là AB 125, 150 phiên bản là màu đen mờ nha anh em. Anh em nào đang dùng một cây Alac 125, 150 phiên bản cuối á, 2018, 2019 phiên bản mà đen mờ đó. Phục này là phiên bản đặc biệt màu đen mờ nha anh em. 1,5 triệu đó anh em ơi. Quá rẻ anh em ha. Đó, Alac 125, 150 xài thầy chung nha. Đó, 1,5 triệu đó anh em. Còn như mới, mới trên 95% nha. Cái nhúng này mới còn trên 95% luôn nha anh em ha. À, rồi tiếp đến là một cặp phục Alac FI 2010 2010 nha anh em. 2010 2009 xài chung nha. Ở trong phục này phục nó dạng như hàng hàng tồn anh em ơi. Người ta tháo ra rồi người ta không
không có dùng luôn nha anh em, còn mới trên 99% nha. Hồng An nói rồi nha anh em ha, cặp nhúng này là mới trên 99% luôn nha anh em. Đát 2010, đúng đát đúng đời 2010 đó. Trong kho người ta còn tồn lại tới giờ đó anh em ha đó. Thì bên mình là lấy về được một cặp này, anh em ráp những con xe vài ngàn cây, 3.000 cây, 2.000 cây vẫn được nha anh em. Ráp cho những con xe siêu siêu tầm, xe cổ anh em. Anh em có những chiếc Alac Thái, Alac Việt 2010, 2009 màu đen mờ nè đó. Những cặp phục nó đang bị chày, bị chóc anh em, liên hệ shop mình đi, lấy cặp này về gáp lên ha, dựng lên lại bao đẹp luôn nha anh em. Nước sơn sơn mờ ha đó, còn mới trên 99% đó. Cặp phục này giá hơi rác nha anh em ha, vì là còn mới, rất là mới đó. Anh em về ráp những con xe sưu tầm anh em mình chơi lỡ bị chày đó, khỏi cần dặm, liên hệ shop mình để lấy về mình ráp. 2.5 triệu nha anh em ha, 2.5 triệu nha anh em. Rồi tiếp đến đây cũng là một cặp phục 2009 Alac Việt Nam FI đó. Cây này đã sử dụng qua rồi nha anh em ha, sử dụng qua nhưng mà nói chung là ti zin, nhúng zin chưa phục hồi nha anh em, ti đẹp luôn nha anh em đó. Giá rẻ ha, vì đã sử dụng qua nhưng mà nó không được đẹp thì bên shop mình bán giá rất là tốt nha anh em, không mắc nha anh em ha. 1 triệu rồi nha anh em, 1 triệu rồi nha anh em ha. Nhúng trước của Alac Việt Nam 110 đời 2009 2010 màu đen là sử dụng được hết. Anh em muốn ráp 208 207 vẫn được nha anh em. Đó, còn đúng phiên bản màu của nó là 208 207 là màu bạc. Còn phiên bản 209 210 là màu đen. Đó, anh em muốn xài chung vẫn được, không cần sơn. Rồi, nói chung là tiếp đến cái dòng thể loại Yamaha. Đây là nhúng sao của Jupiter. Cặp nhúng sao nha, rất là mới. Nói chung là chưa vệ sinh chưa gì hết, mới đem về luôn anh em. À, còn rất là bụi nè, dính bụi nè anh em ha. Dính bụi, dính dơ, dính sình à. Bảo hành dùng 6 tháng lận nha anh em, Jupiter nha, nhúng sao nha anh em ha. Quá đẹp anh em ơi, Jupiter. Nói chung là anh em thấy cảm giác nhìn nó đẹp quá, cứng cáp lắm anh em ơi ha. Rất là ok, anh em nhìn nè, đẹp, đơn giản và đẹp nha anh em. Bộ này Hồng An bán 1 triệu rồi nha anh em ha, 1 triệu một cái nhúng sao của Jupiter, còn mới trên 90%. Rồi tiếp đến là nhúng trước ha, nhúng trước khỏi nói rồi, cái này còn dán keo anh em à, nhúng là còn mới trên 90% nha anh em ha, rất là mới luôn nè. Tây zin nè, chưa phục hồi, chưa mở, chưa gì hết, phục còn dán keo nha anh em, chủ xe họ dán keo đó, đó. Dán keo hết, rất là đẹp, mua về là chạy tiếp, dùng tiếp đó, bằng vàng thấy không, họ dán keo đó, chủ có dán keo kỹ quá anh em. À, cặp nhúng này mình bán 1 triệu, nói chung là nhúng trước là thắng đĩa nha anh em ha, nhúng trước thắng đĩa mình bán cho anh em mình dùng Jupiter nha anh em nhớ nha, cặp nhúng Jupiter nha anh em ha, 1.5 triệu nha anh em, nhúng trước của Jupiter 1.5 triệu nha, nhúng sau là 1 triệu rồi nha anh em. Rồi tiếp đến là nhúng Sirius anh em ơi, Sirius thắng đĩa dùng cho các đời luôn nha anh em đó, Sirius thắng đĩa nha, cũng còn như mới trên 90% luôn đó, rất là mới. Sirius cho anh em ha, sơn zin đó, chưa phục hồi, chưa mở, giá rất là tốt nha anh em ha, 1 triệu rồi nha anh em, nhúng trước chỉ có 1 triệu rồi, Sirius chỉ có 1 triệu rồi nha anh em ha, thắng đĩa nha anh em, nhớ thắng đĩa nha, dùng cho các đời Sirius luôn nha anh em, 2016, 2018, 2012, 2011 xài chung hết đó, 1 triệu. Rồi nhúng sau của Sirius nè anh em đó, cũng còn mới trên 90% nha, quá đẹp anh em. Nhúng sao của Sirius quá đẹp anh em, nhúng này mình bán 500.000 nha anh em ha, 500.000 cho một cái nhúng sao của Sirius, quá rẻ, 500.000 bảo hành dùng tới 3 tháng lận nha anh em. Rồi nói chung là mình tiếp đến là cái thể loại là Rimway anh em ha, Rimway. Đây là một cặp rim Thái mới lấy về, nói chung là hàng theo xe ha, cũng có hơi bị chày nè anh em, còn bị chày nha anh em ha, còn bị chày nha, hơi bị chày nha, nói chung nhúng theo xe nó phải như vậy nó mới đúng nha anh em à. Anh em dùng vẫn được nha, anh em dùng những con xe 20, 30, 40 ráp lên vẫn ok ha. Anh em muốn sơn bên mình sẽ có những cặp phục sơn lại cho anh em, và anh em muốn để zin đó thì mình dùng zin luôn nha anh em, bao đẹp luôn.
À, mình bán có 1,5 triệu thôi nha anh em ha. 1,5 triệu một cặp nhúng zin, ti zin chưa phục hồi chưa mở, bao đẹp, rim Thái nha anh em. À, GN5 nè, HM là rim Thái nha anh em ha. Đây đây đây, như 999 nha anh em ơi. Ồ 95 luôn anh em ơi, đời 95 nha. Rim Thái đời 95 nha anh em ha. Cây này rim Thái đời 95 nha. Đó, anh em muốn sơn thì sơn. Anh em muốn để nguyên 1,5 triệu thôi. Chưa phục hồi chưa gì hết nha anh em. Đó, anh dùng tới 3 tháng lận nha anh em ha. Đó, một cặp nhúng luôn nè. Quá ok. Ráp cho những con xe 20 triệu, 30 triệu là bình thường. Mặt trong rất là đẹp. Thấy không? Mặt trong bao đẹp luôn nha anh em. Đó, 95 nè. Đó. Mặt ngoài hơi bị chày đó, anh em muốn sơn thì đem đi sơn. Còn không để nguyên dùng vẫn được nha anh em. 1,5 triệu thôi. Quá rẻ anh em ơi, một cây nhúng rim Thái mà ti zin chưa phục hồi chưa gì hết, bảo hành dùng tới 3 tháng lận anh em. 1,5 triệu anh em. Kiếm đâu ra anh em. Đó. Hẹn ở đây bán là bảo hành 3 tháng dùng, anh em cứ suy nghĩ đi. Chắc chắn sẽ chất lượng rồi anh em. Thấy không? Mà đồ không chất lượng này không dám bảo hành đâu anh em ơi. Đó. Bảo hành là lỗ luôn nha anh em. Đó. Rồi tiếp đến là một cặp phục quay Thái 110 thắng đùm đời 99 nha anh em ha. 99 nha. Quay Thái 110 nha, 99 nha anh em. Đó. Ti zin từ đầu tới đít. Chưa dấu mở nha anh em ha. Tôi nói là ok nha anh em. Anh em muốn dùng zin này zin, anh em muốn sơn này sơn ha. Đó. Thì giá cặp phục này ông ăn bán là 2 triệu nha anh em. Quay Thái 119.9 nha. Bao đẹp. Thì zin hết. À, 99 là chưa dấu mở rồi anh em. Như vậy nó mới zin đó, đừng có ham mới nha anh em ha. Ham mới là những ốc thai hết trơn à. À. Bao nhúng nhẹ, đã kiểm tra test đủ kiểu rồi. Anh em yên tâm mà dùng ha. Bảo hành tới 3 tháng lận nha anh em. Chỉ có 2 triệu thôi một cây nhúng. Quay Thái 110.99. Quá đẹp anh em. À. Bên đây cũng vậy luôn. À, 99 luôn anh em ha. Cặp phục. Chưa dấu mở, chưa phục hồi. À, hơi bị chày anh em ha. Phục duyên như vậy là mới đúng. Đó. Ngoài trừ những cặp phục cọp thôi anh em ha. Mà phục cọp anh em dớ không nổi đâu. 2 triệu mấy, 3 triệu, 4 triệu một cặp đó anh em. À, anh thả anh em mua xe bình thường nè, xe 30, 40 anh em ráp vẫn được nha anh em. Không nhất thiết là mình phải mua những cặp phục cọp đâu. Đó. Cọp là dành cho những con xe mà chơi sưu tầm thì mình mua. Rồi xe mình dùng hàng ngày nên mua những cặp phục này mình dùng nè. Vừa rẻ vừa bền ha, được bảo hành cho anh em mình dùng. 2 triệu nha anh em, quá ok anh em ha. Rồi tiếp đến là cặp phục của Neo Quay A. Có 2 cặp nha anh em. Đây mà cặp phục quay A2 2010 nè, thắng đùm nè, anh em cần liên hệ nha. Phục zin, sơn zin, ti zin. Đó. Quá trời đẹp. Quay A 2010 2011 thắng đùm và dùng chung với Neo luôn nha anh em. Giá bèo béo béo ha. Mực còn hết. Quá rẻ anh em ơi, quay A 2010 thắng đùm, Future Neo xài chung nha anh em. Future Neo xài đùm xài chung với quay A 2010 nha anh em ha. Cái trùng mã nha anh em. Trùng mã hết KVLA nha. Trùng mã cặp này sơn zin đẹp nè. Ở ti zin đẹp luôn nha anh em. Chưa phục hồi chưa gì hết. Cặp này 1,5 triệu nha anh em ha. Hàng này hàng cũng hiếm lắm nha anh em. Bởi là nó là sơn zin đẹp, đâm ra 1,5 triệu nha anh em ha. Rồi tiếp đến là cặp phục Supreme anh em. Supreme 2002. Supreme cũng là sơn zin nha. Hơi bị chày. Đó, anh em muốn sơn thì sơn ha. Đó. Còn mình này để nguyên như vậy đó anh em. Supreme nha, 2002 nha anh em. 2002, 2003, 2004, 2005 xài chung luôn nha anh em. Dùng được hết. Kể cả 2006, 2007 luôn nha anh em ha. Super là dùng được hết. Đó. Quá đẹp anh em. Đó, sơn zin anh em ơi. Đó, sơn zin. Hơi bị chày chút chút. Đúng là nói chung là sơn mộc anh em ơi ha. Sơn mộc anh em. Quá đẹp. Cây nào cây nấy anh em nhìn nói chung là rất là đẹp. Đó. Chưa dấu mở, chưa phục hồi anh em thấy chưa. Đó.
đúng chất mộc của nó luôn anh em. Anh em nhớ nha, Supreme này xài chung 201, 202, xài tới 206, 207 luôn nha anh em. Kéo dài luôn nha. Supreme 100 là xài được hết nha anh em ha. Đó. Một thứ đó anh em. Không có khác đâu anh em ơi. Đó. Mà đúng của nó là 2002. Đó. Cái trong cặp này mình cũng bán giá cũng tương đối là ổn định nha anh em ha. Cái này mình dùng vì là sơn zin, tê zin đẹp, mình bán 1,2 triệu nha anh em. Đó. Cái nào mình bán giá tốt là bán giá tốt, cái nào mà nó mình mua cao thì mình sẽ bán giá cao nha anh em. Rồi, ok, nói chung thì hôm nay tổng lược sơ thôi. Đó, ngày mai mình sẽ gom đóng hàng này, mình đóng gói lại, rửa sạch sẽ, mình sẽ lên cho lên kệ, lên kho hết. Ông ra đây nói chung thì công việc rất là nhiều anh em ơi, mình không có thời gian thực sự là anh em chốt đơn rồi anh em đặt đơn, đặt hàng rồi mình phải chụp hình, gửi ảnh, là nói chung là không có thời gian để mình lên clip lên sóng luôn anh em. Chứ không phải mình không lên. Thực sự mình bán hàng là nói chung là nhiều khi mình không có đăng mà những anh em vẫn chốt ngày nào cũng là 5-6 món hết trơn anh em. Cái này là mình nói thật sự nha anh em ha. Nhiều khi là không có thời gian để mình đăng, mình soạn hàng luôn anh em. Đó. Vì mỗi một ngày nào anh em cũng 5-6 đơn, anh em cũng kêu mình đặt hàng rồi chốt đơn rồi kêu mình chụp hình, gửi ảnh rồi đi ship hàng nữa. Rất nhiều công việc cho mình cần giải quyết. Không có thời gian để mình quay tổng hợp luôn anh em, chứ đừng nói mà quay từng món từng món. Đó, nhiều khi là không lên clip mà anh em cũng nhớ cũng buồn anh em ha. Đó, chứ hôm nay cũng làm thêm nhập về phân phối thêm cái thể loại lo mới nữa anh em. Và tạm thời cái sản phẩm này bên mình đứt hàng rồi nha anh em ha. Mình về được 100 cái thì hôm nay là cũng chia hết rồi. Hiện tại là trong vòng một tuần hai tuần nữa mình nhập một cái lô mới nữa nha anh em. Hiện tại đứt hàng rồi nha anh em ha. Hôm nay là giao cái lô này cũng số lượng cũng không nhít anh em. Mỗi anh em trên Sài Gòn bạn bè cũng mỗi người mua một cái rồi gửi về quê anh em mua xe cũng ủng hộ vài ba cái đó anh em. Cực kỳ hay, âm thanh cực kỳ hay, Hồng An nói rồi. Thì Hồng An mà đã là xác định bán cho anh em mình dùng những cái sản phẩm, cái gì bất cứ gì đi nữa đi, anh em yên tâm mà dùng nha. Hồng An là luôn đặt cái uy tín chất lượng cho anh em mình được trải nghiệm mình dùng. Thứ nhất là dùng được những sản phẩm tốt, giá thành hợp lý, để không mua những sản phẩm khác mà nhiều khi cái giá thành nó lại cao hơn và nó kém chất lượng hơn. Hồng An cũng là lúc nào cũng đứng về phía anh em khách hàng mình hết. Mình có thể giúp được anh em nào mình giúp trong tầm tay của mình kiếm những sản phẩm chất lượng tốt, giá rẻ, phục vụ cho anh em mình. Anh em mình sử dụng những sản phẩm này rất là, nói chung là rất là hài lòng đó. Để không mua những sản phẩm khác, nhiều khi nó chỉ bằng chất lượng mà nó không bằng cái giá cả cao hơn rất là nhiều, những cái chất lượng nó chưa bằng cái sản phẩm của Hồng An bán cho anh em mình nữa anh em. Thị trường thực sự là thị trường rất nhiều, nhãn mác trôi nổi rất nhiều chủng loại loa đó. Chứ mình cảm thấy là những cái loa có 150W thôi mà họ bán tới 4 triệu mấy, mà nhìn anh em nhìn cái chất liệu đi, không có qua được cái chất liệu của mình luôn. Hồng An cũng đã thử rồi, kể cả chất liệu nè đó, và những cái cấu hình nè đó, những cái mà chế độ nè, không qua được cái này luôn. Không có ngõ đờn nè, guitar nè, không có cái ngõ mà ca micro mà phải dùng dây nè, mình có luôn nha anh em ha. Còn những cái là ngoài họ không có những cái này đó, mà âm thanh mình nghe rồi rất là, nói chung là của mình 10 chứ họ chỉ đặt nó 8 thôi. Cái độ vang và độ trầm, độ ấm á, chỉ bằng mình 8 với mình thôi. Mình là nói chung là mình 10 đi, họ chỉ đặt có 8 thôi đó. Mà những cái ngõ chức năng này rất là ít, không phải như mình đâu đó. Ngõ âm thanh ra nè, âm thanh vô nè, đó. Mình có thể ghim TV luôn nha anh em. TV, đầu đĩa, đầu máy, vi tính ghim được hết. Chức năng mình nhiều, trọng lượng mình nặng, watt mình cao, 300W lần anh em. Mà mình bán có 3 triệu mấy thôi. Và những sản phẩm ở ngoài họ mình bán 4 triệu mấy mà có 150W thôi. Nói chung là thật sự là không hợp lý tí nào, nhưng mà thôi tùy duyên. Anh em trên kênh mình thì được đến với kênh Hồng An thì cũng là một cái duyên rồi. Còn anh em khác thì họ mua đâu mà chuyện của họ anh em ha. Nhưng mà mình thấy cái nào hợp lý, sản phẩm nào rẻ, chất lượng thì anh em trên kênh cũng là trong một gia đình của mình thôi anh em. Đó, anh em bà con sau này đã đến với Hồng An là coi như là một gia đình nhỏ. Và mình có những cái gì hay mình chia sẻ, những cái gì sản phẩm tốt mình bao anh em mình dùng thoải mái. Sản phẩm mình bán là mình bán là bảo hành 12 tháng luôn. Đúng 12 tháng luôn, mình đã có chữ ký của mình trong cái khi mình xuất cho anh em á. Mình có dán nhãn mác, có chữ ký của
riêng Hồng An trong vòng 12 tháng đó trục trặc, Hồng An sẽ đổi cho anh em một cái khác, hứa uy tín với anh em luôn. Anh em đến với kênh Hồng An không những là xe, không những là phụ tùng, và những sau này những cái linh kiện, loa hoặc cái gì đó khi shop mình bán là bảo hành 12 tháng là bình thường hết. Anh yên tâm mà dùng nha anh em ha, nhớ nha. Đến với kênh Hồng An là những sản phẩm mà bán ra đều bảo hành, đều là chất lượng, đều là uy tín. Cam kết anh em 100% nha. Đó. Thì mong anh em sau này có những sản phẩm mới, anh em bạn bè phục vụ cần ủng hộ tiếp nữa nha ha. Hiện tại cái lo này là mình đứt hàng rồi nha anh em. Thực sự là mình về 1.000 cái. Mấy ông anh là về 1.000 cái rồi chia ra, anh em mình phân phối ra, thì Hồng An được 100 cái. Mấy anh em gom lại lấy một lô là 1.000 cái anh em ơi. Chứ tiền đâu mà lấy hết anh em. Thực sự là 1.000 cái số tiền nó cũng lớn lắm. Thì nhờ anh em trong cái nhóm người Hoa, rồi anh em bạn bè quen biết lâu rồi anh em, đó mình cũng có một cái cổ phần nhỏ, thì mình lấy về 100 cái thì mình phân phối được hết rồi, coi như mình đứt hàng rồi anh em ha. Rồi mấy bạn mình cũng còn có vài cái thôi, nhưng mà mình sẽ về thêm một cái lô mới nữa, chất lượng hơn nữa anh em, giá thành tốt hơn nữa anh em chuẩn bị đón nha ha. Đón nhận để mình Tết này mình chơi dịp lễ này nè, karaoke nè, nghe nhạc nè, muốn đi đâu mình chơi, mình quất tại chỗ, la làng tại chỗ, bao anh em nghe cực phê đó. Cái đó là cái khẳng định của shop xe máy Hồng An đến với anh em, những cái sản phẩm mới sau này chắc chắn nó sẽ là rất là ok luôn nha anh em ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem nha. Và đây là nói chung là vẫn là số điện thoại cũ, vẫn là số tài khoản cũ nha anh em ha, vẫn là những cửa hàng mua bán xe cũ bình thường nha anh em. Anh em có xe đẹp, xe zin, đặc biệt là xe đẹp nha anh em ha. Bây giờ mình shop mình là nói chung là mua xe đẹp thôi, xe đẹp, xe zin, xe sưu tầm gì đó, muốn qua trao đổi, muốn bán lại thì bên shop mình vẫn thu vào nha anh em, vẫn thu bình thường nha. Còn riêng những con xe mà đi nhiều, thật sự là thị trường nó ế lắm, nhưng mà mình mua xe đẹp mình để dành mình chơi cũng không sao anh em, giá trị nó cũng nằm ở chỗ đó thôi à. Còn những con xe mà đi nhiều, xe máy không chất lượng thì bên shop mình tạm thời không có nhập những con xe mà kém chất lượng nha, và xe đi nhiều cho anh em ha, chỉ riêng nhập những con xe đẹp, xe sưu tầm chuẩn, biển số Sài Gòn thì mình mua ra cho anh em, số tỉnh là mình không có nhập hàng anh em ha. Đó, trừ khi anh em nào ở tỉnh mà đã từng mua xe của mình đó, anh em có thể là mình nhập lại vẫn được. Riêng anh em nào mà đã mua xe của mình trước giờ, có nhu cầu bán và bên mình vẫn nhập lại, hoặc anh em có thể trao đổi những cái nguồn xe mới hơn bên shop mình hiện tại đang có thể trao đổi với anh em nha. Và thật sự Hồng An nói rồi, shop ai bán chứ bên shop mình Hồng An bán xe thật như là không có ai mà quay đầu hết anh em, thường thường là bán đi không à. Anh em nghĩ đi, một cái shop, một cái cửa hàng xe mà bán mà không có xe để anh em mà họ quay đầu về đó anh em nghĩ đi. Chứ trong vài năm kinh doanh xe anh em cũng biết rồi, vài năm mua bán xe thì Hồng An cũng đã bán hình thật sự là cũng cỡ mấy trăm chiếc, gần cả ngàn chiếc xe rồi anh em. Mà anh em nghĩ đi, bên shop mình mà hiện tại là cũng không còn những cái thể loại mà xe mà anh em quay đầu hoặc cái gì đâu anh em, vì xe nó ngon quá làm sao anh em bán lại cho Hồng An được. Nhiều khi bán chỗ khác giá cao hơn, nói thẳng là như vậy đi anh em đó. Nhiều khi Hồng An bán thời điểm đó giá rẻ mà chất lượng, thì bây giờ anh em nếu họ có kẹt tiền đi nữa đi, họ bán hẳn tại quê nhà mình luôn đó, chia cho anh em mình dùng giá cao hơn, nó vẫn ok hơn. Bán lại cho Hồng An, nhiều khi Hồng An thu lại 10%, 15% thì bị lỗ, đúng không? Thà bán chỗ khác cao hơn giá trị mình mua, vì mua 1 năm 2 năm trước thì xe Hồng An bán rất là chất lượng, bảo hành đi tới 20.000 cây mà anh em, đi khi nào mới hư đó. Thời điểm đó mua rẻ đi, bây giờ bán cao hơn là bình thường đó anh em. Đâm ra bên shop anh em nghĩ đi, không còn những chiếc xe mà anh em họ quay đầu, thật sự là mình bán vài trăm xe rồi, vài năm nay rồi đó. Còn cửa hàng bên kia nữa nha anh em ha, bên kia toàn là những con xe sưu tầm, xe đẹp không à, bên đây sẽ để những con xe vừa đó anh em, mà chẳng có ai mà quay đầu mà bán lại hết anh em ơi. Thì cái đó tự anh em mình đặt dấu chấm hỏi, và anh em tự hiểu được cái cách làm việc của shop mình nha anh em ha. Đó. Người ta bán xe thì người ta quay đầu quá là nhiều luôn. Vì sao anh em? Vì nhiều khi xe đi không được đó, hoặc kém chất lượng họ quay đầu lại, họ đổi xe khác. Dù sao họ quay đầu họ đổi xe khác đó. Còn mình bán mà không ai quay đầu hết, anh em tự hiểu nha anh em ha. Đó. Đâu phải là xe số lượng cửa hàng xe nhiều là tốt đâu anh em. Nó có hai mặt, một là nhập hàng mới, hai là khách hàng quay đầu
quay đầu là chẳng qua là xe kém chất lượng, đi tới cảm thấy họ chán rồi họ trả lại cho cái người bán, và người bán có thể mua lại hoặc anh em họ trao đổi xe khác với khách hàng. Đó là nó cứ như vậy thôi anh em. Đó, nhiều khi là mua bán xe cũ nó có hai con dao hai lưỡi, một là khách hàng trả lại xe cho mình, xe kém chất lượng thì khách hàng bán lại thôi anh em, đây không vừa ý họ bán lại đó. Và mà xe mà nói chung là chất lượng thì người ta sẽ không bán mình đâu anh em, người ta bán một nơi khác thôi, thành ra mình không có nguồn nguồn xe mình nhập anh em. Đó, nó là như vậy thôi anh em ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem và đồng hành nha. Bye bye cả nhà, bye bye.